Hello, xin chào tất cả mọi người đã xem kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình sẽ đích thân sửa một cái mạch máy giặt Sanyo để hướng dẫn cho mọi người cách sửa cái ban bệnh này. Thì cái ban bệnh này thì khách đã gọi mình đến sửa, thì gọi mình đến kiểm tra. Thì mình đã đến kiểm tra thì mình thấy nổ cầu chì ở khu vực đây này, nổ cầu chì ở cái khu vực chỗ gần van cấp nước này. Chỗ này có một cái cầu chì. Thì mình có kiểm tra thì mình thấy là nghi vấn là nổ cầu chì này nó sẽ phải có nguyên nhân. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người thực tế cái ban bệnh này. Thì cái ca này thì nó kiểu như bây giờ là nó đang bị nổ cầu chì, thì mình đã đấu lại cầu chì. Thì mình đấu lại cầu chì thì nó lên nguồn. Thì nó lên nguồn thì xong bắt đầu nó cấp điện thẳng cho động cơ. Thì hôm nay mình xử lý là mình thấy nó đang bị thông mạch động cơ. Thì cái con gọi là chiắc ba chân này đấy, thì nó đã cấp điện thẳng luôn xuống động cơ. Thì mình đã kiểm tra động cơ, mình cho động cơ chạy thẳng thì mình thấy động cơ nó không khởi động lên được vì nó đang bị khả năng là bị chập dây bên trong. Thế nên là khi quá trình chập dây bên trong chạy nó dòng điện nó lên những 5A cơ. Thì 5A thì dẫn đến con chiắc ba chân này nó làm việc quá tải, thì dẫn đến hiện tượng là chập, thì làm cho cái cầu chì ở chỗ khu vực van cấp nước kia, cầu chì của đầu nguồn nó sẽ ngắt điện đi để nó nổ, thì nó sẽ bảo vệ cho cái bo mạch an toàn. Thì bây giờ mình đã phải thay động cơ và đã báo cho khách thay động cơ thì bắt đầu mới đến tiến hành sửa mạch. Thì mình đã kiểm tra thì cái con hệ thống chiắc này nó đang bị chập, thì mình sẽ xử lý nó phải thay bộ con chiắc này đi thì động cơ nó mới chạy được và bo mạch nó mới chạy được, thì sẽ không bị chậm nữa. Thì bây giờ hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để mà làm thế nào để biết cách kiểm tra cái con chiắc nào sống hay chết. Đấy, thì mọi người phải lưu ý là như vậy. Thì như mình đã kiểm tra thì mình đã thấy phát hiện ra con chiắc này nó đang bị chết. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách đo chiắc. Mọi người nhớ là khi chúng ta đo thì chúng ta phải hút hết sạch cái thiếc này đi nhá. Hút sạch thiếc bỏ đi. Đấy, chú để mình đo ba cái chân này xem là cái chân nào nó bị chập thì chúng ta có thể phát hiện dễ, thì chúng ta sửa nó sẽ dễ dàng hơn. Chúng ta không nên đo trên mạch. Chúng ta hãy hút thiếc. Mọi người nhớ là phải hút thiếc sạch sẽ. Thì mua người đang quay phim. Mọi người nhớ là phải hút kỹ này nhé, hút sạch trên mạch này luôn. Ok, như vậy mình đã hút xong. Bây giờ mình sẽ tiến hành đo cho mọi người xem thực tế nha.
các bạn nhớ là đo hãy để mức thang x1 nhé. Xác định đo 3 chân. Mọi người thấy kim lên không? Nếu mà kim lên như này là không ổn đâu. 3 chân đều thông mạch nhé. Đấy. Mọi người đảo kim các kiểu thông mạch như vậy là con này xác định là con này là chết. Còn con bên cạnh xem là sống sống hay chết. Chiều thứ nhất này. Nó sẽ có 2 chân thông mạch và 1 chân cấp ra thẳng nguồn dây điện này, đây này, thẳng hẳn nguồn ra động cơ ấy, thì nó sẽ không thông mạch. Đấy, nếu như đảo hai chiều không thông mạch có nghĩa là ok, nó sẽ có 2 chân. Đấy, 2 chân đây gọi là chân dao động, dao động để nó đóng ngắt cấp ra động cơ thì đều thông mạch là ok. Còn chân này là không thông mạch là ok, còn con bên này là thông mạch. Đấy, như vậy là bị dò rồi nha mọi người. Nó bị chập rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành thay con này. Bây giờ mình sẽ tiến hành tháo cái con chi ác này nha mọi người. Khá là chặt nha mọi người. Bây giờ mình sẽ tiến hành tháo con chiếc này nha. Rất đơn giản, chỉ cần hút thiết sạch là nó mọi thứ nó ra một cách rất dễ dàng thôi nha. Là mình thay cái con zin tháo từ máy ra nhé. Tháo từ máy Sanyo ra. Vì dòng Sanyo để mà chết này rất là khó. Chỉ có chập động cơ mới chết được nó thôi. Chỉ cần đào một tí chỗ này thôi, không cần phải đào nhiều lắm. Anh em xong làm xong có cái keo thì anh em có thể cho nó vào để chống ẩm, keo chuyên dụng. Rất dễ dàng, cứ ai chỉ cần có cái mỏ hàn đồng hồ đo là có thể sửa, tự sửa máy giặt cho nhà mình là được, không nhất thiết phải thợ. Nếu anh rất đơn giản. Bây giờ anh em mình sẽ tiến hành hà nốt cái phần này nha. Rất đơn giản nha mọi người.
Bây giờ tiến hành hàn keo, hàn nhựa thông rồi nha mọi người. Ông bảo không được đổ vào bưởi, bưởi gãy bưởi là phải đến. Mà lại ông của ông ấy mẹ ở trong đấy. À, mà cái cây mà ở ngoài cái cổng ấy, canh nó mẹ xà vào nhà bếp thì xà vào ngoài cái nhà mà gì đấy, mà bảo không chặt thì đổ chỗ nào. Không cắt canh thì đổ chỗ nào. Rồi cái những cái canh cây xoan ở trong mẹ canh như thế. Ông ấy rất dễ và đơn giản đấy mọi người. Bây giờ mình sẽ tiến hành thử nhé. Đấy, và nó đã giật được hai chiều ngon lành kinh đàng. Rất đơn giản nhỉ mọi người. Chỉ cần có cái đồng hồ thôi là có thể sửa chữa được một cái máy giặt rất đơn giản. Đấy, và bây giờ nó đã hoạt động đảo hai chiều, không bị giặt một chiều nữa. Đơn giản chỉ vậy thôi, thì thôi mình xin chúc các bạn sửa chữa thành công nha. Hẹn gặp lại.